mừng sinh nhật Nuni. Kìa, chúc mừng sinh nhật Nuni kìa. Ước đi. Hello. Chúc mừng sinh nhật Nuni. Nào các bạn nói gì kìa? Hôm nay là ngày, ngày mai là ngày sinh nhật Nuni. Nhưng mà ngày mai chị Hà hình như là đi học gây không được về. Thế nên là hôm nay chị Hà có một món quà tặng Nuni, bánh kẹo rồi quà. Đấy nào các bạn ơi, lên thơm em một cái kìa đi lên. Đây tất cả quà này của chị Hà tặng Nuni nhá. Chúc mừng sinh nhật Nuni nhá. Ơi vui quá. Happy birthday, happy birthday to you. Hát đi. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday. Rồi, xong bắt đầu tí chúng ta cắt bánh ăn nha. Yeah. Nhà có bốn người thôi, thế chúng ta bốn người cũng tổ chức. Ngày mai Nuni vẫn được tổ chức sinh nhật đấy nhá. Ừ.